Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với kênh của Việt Anh Football. Trước khi chúng ta bắt đầu phân tích câu chuyện chi tiết được kể trong video này, đừng quên ấn subscribe kênh và nhớ ấn chuông để nhận những video mới nhất liên quan đến thế giới túp cầu mỗi ngày. Danny Welbeck chắc hẳn không còn là cái tên xa lạ với cổ động viên Man United. Anh thi đấu cho Quỷ Đỏ vào cuối triều đại của Sir Alex Ferguson và từng mệnh danh là thần đồng bóng đá Anh. Thậm chí Danny Welbeck còn có những màn trình diễn vô cùng tuyệt vời trong quãng thời gian đầu anh ra mắt. Nhưng khi thời gian dần trôi thì người cũng thấy được Danny Welbeck dần đánh mất đi phong độ của mình và bị bật bại tại Old Trafford. Anh bị thất sủng ở nhà hát và đã phải chạy trốn tìm bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp của mình. Anh được kỳ vọng sẽ trở thành cầu thủ đầu tàu để dẫn dắt Quỷ Đỏ tới những danh hiệu. Những sự kỳ vọng đó đã trở thành nỗi thất vọng cho các cổ động viên. Daniel Nitaki Mensah Welbeck, hay còn được gọi là Danny Welbeck, sinh ngày 26 tháng 11 năm 1990. Sinh ra tại Longside, Manchester, Anh, với bố mẹ là người Ghana, anh là một đứa trẻ có niềm đam mê với trái bóng tròn như bao đứa trẻ khác. Lúc đó thành Manchester chỉ biết đến một Manchester United với sự độc tôn của họ vào cuối thế kỷ 20, và đây cũng là giai đoạn anh làm quen với trái bóng, tài năng thiên bẩm của anh bắt đầu được phát huy. Welbeck được các tuyển trạch viên Manchester United phát hiện khi 6 tuổi. Anh gia nhập United vào mùa giải 2005-2006 và có trận đấu đầu tiên cho đội U18 của câu lạc bộ vào ngày 8 tháng 4 năm 2006 trong trận gặp Sunderland. Tuy nhiên, với độ tuổi còn khá trẻ so với tiêu chuẩn của U18, anh được trao cơ hội ít ỏi tại. Anh có thêm 28 lần đá chính cho đội U18, ghi được 9 bàn, trong đó có 8 trận và 1 bàn thắng tại cúp FA trẻ. Mùa giải 2007-2008 được coi là bước ngoặt đối với cầu thủ này khi anh được triệu tập lên đội hình dự bị thường xuyên hơn. Vào tháng 1 năm 2008, anh được gọi lên đội 1 cho chuyến du đấu Ả Rập Xê Út gặp Al Hilal trong trận đấu chia tay Sami Al-Jaber. Ở trận này, Welbeck được vào sân thay cho Anderson phút thứ 65 và đã có cơ hội gỡ hòa cho Manchester United trên chấm phạt đền những phút cuối trận. Tuy vậy, cú sút của anh lại vọt xà và MU thất bại với tỷ số 3-2. Welbeck có trận đấu đầu tiên cho Manchester United vào ngày 23 tháng 9 năm 2008 khi đá chính ở vòng 3 cúp liên đoàn gặp Middlesbrough. United đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1, nhưng Welbeck đã không thể ghi tên mình lên bảng tỷ số mặc dù có cơ hội ở phút thứ 3. Dù không thể hiện được quá nhiều nhưng niềm hy vọng lớn lao mà cổ động viên Man United dành cho anh là không hề nhỏ. Welbeck lần đầu thi đấu tại Premier League vào ngày 15 tháng 11 năm 2008. Vào sân phút 63 thay Park Ji-sang, anh đánh dấu sự có mặt trên sân bằng một cú sút xoáy từ khoảng cách 45m vào góc cao bên phải khung thành để ghi bàn thứ tư trong trận thắng 5-0 của MU trước Stoke City. Anh được tung hô là một thần đồng mới tại nhà hát của những giấc mơ. Ngày 25 tháng 11 năm 2009, anh lần đầu được thi đấu tại Champions League trong trận thua 1-0 trước Besiktas. Với những bước phát triển nhanh chóng đến như vậy, được xuất hiện ở sân chơi đẳng cấp nhất châu lục trước khi bước sang tuổi 20, Manchester United biết rằng sẽ bị nhòm ngó bởi những ông lớn thế lên. Ngày 11 tháng 12 năm 2009, Welbeck cam kết tương lai của anh ở câu lạc bộ bằng bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2013. Tuy nhiên, phát triển nhanh chưa chắc đã là đúng. Ngày 25 tháng 1 năm 2010, Welbeck trở thành thương vụ đầu tiên được câu lạc bộ hỏi mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông cho giai đoạn còn lại của mùa giải 2009-10, nhưng chấn thương đầu gối đã khiến anh phải kết thúc sớm hợp đồng cho mượn vào ngày 16 tháng 3 và phải quay trở lại Manchester United để điều trị. Ngày 12 tháng 8 năm 2010, Welbeck trở thành bản hợp đồng thứ 8 của Steve Bruce sau khi Sunderland mượn chân sút này từ MU cho mùa giải 2010-11. Welbeck có pha lập công đầu tiên cho Sunderland khi anh ấn định chiến thắng 3-0 trên sân khách trước Chelsea. Mùa giải 2010-2011 khép lại với tiền đạo người Anh là tương đối ấn tượng, 6 bàn thắng sau 26 lần ra sân. Đó được xem là thành công với một cầu thủ trẻ. Welbeck được trao một suất đá chính trong trận tranh siêu cúp Anh 2011 trên sân Wembley ngày 7 tháng 8 năm 2011. Anh đã có cho mình 9 bàn thắng, anh cùng chia sẻ gánh nặng ghi bàn cùng với Dimitar Berbatov, nhưng đối thủ cùng thành phố Man City lại có một mùa giải xuất sắc để có thể xưng vương trên ngai vàng bóng đá Anh. Sang tới mùa giải tiếp theo, Man United tiếp tục bổ sung vị trí trên hàng tấn công và Manchester United đã kích hoạt thương vụ bom tấn mang tên Robin Van Persie và quyết tâm giành lại ngôi vương từ tay người hàng xóm. Sau khi chia tay Sir Alex, huấn luyện viên David Moyes lên nắm quyền, anh cũng được ra sân nhiều hơn với 15 lần có tên trong đội hình xuất phát và đã không phụ lòng các Manusian khi anh cân bằng thành tích ở mùa đầu tiên anh chơi, hỗ trợ tuyệt đối cho chủ công Robin Van Persie.
Tưởng chừng một chiến lược gia ưa thích sử dụng một cầu thủ trẻ như Van Gaal thì sẽ trao nhiều cơ hội cho anh khi ông thay thế cho David Moyes sau một mùa giải bết bắc. Nhưng trái ngược với chuyên môn tưởng tượng, chiến lược gia người Hà Lan tìm cách bán Danny Welbeck ngay trong ngày đầu dẫn dắt Man United. Và anh được bán cho Arsenal với mức giá 20 triệu euro. Và lúc đó chúng ta cũng không còn thấy được hình ảnh của Danny Welbeck chạy trên sân nữa. Anh trở thành gã hề trong mắt các cổ động viên. Arsenal đã mua một quả bom xịt mà Man United cho đi. Anh khiến các cổ động viên Arsenal cảm thấy ngán ngẩm. Với như pha lốp bóng lên trời và đưa bóng ra ngoài còn khó hơn đưa bóng vào lưới. Anh luôn được xem là một trong những tiền đạo ghi bàn kém cỏi nhất giải đấu. Trong suốt 5 mùa bóng anh chơi cho Arsenal chưa có mùa nào anh ghi hơn 5 bàn, mặc dù anh được trao không ít cơ hội. Mùa giải 2017-2018 mùa bóng đánh dấu anh ghi bàn nhiều nhất với 5 bàn thắng, và bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ để anh có thể trụ lại tại Arsenal. Sau khi trở thành cầu thủ tự do, Welbeck đã ký hợp đồng với Watford vào ngày 7 tháng 8 năm 2019. Đến với Watford anh cũng ghi được 2 bàn thắng sau một mùa chơi bóng tại đây. Sau đó anh phiêu bạt đến với Brighton. Anh sau đó gia nhập đội U17 Anh và ghi bàn thắng quyết định ở trận đấu vòng sơ loại gặp Serbia, giúp đội tuyển giành vé tham dự giải vô địch bóng đá U17 châu Âu 2007. Kết thúc giải, U17 Anh đứng thứ 2 sau Tây Ban Nha và được nhận một suất tham dự giải vô địch bóng đá U17 Thế giới 2007 ở Hàn Quốc. Tại đó, Welbeck đã lập cú đúp vào lưới New Zealand, giúp U17 Anh lọt đến trận tứ kết trong lần đầu tiên tham dự giải. Welbeck ban đầu được dự kiến là thành viên đội tuyển Anh tham dự giải vô địch bóng đá U19 châu Âu vào tháng 7 năm 2008, nhưng anh sau đó bị buộc phải rút lui. Cuối cùng, Welbeck có trận đầu tiên cho U19 Anh vào ngày 9 tháng 9 năm 2008 khi anh chơi đủ 90 phút trong trận thắng 2-1 trước Hà Lan. Vừa rồi chúng ta đã điểm qua sự nghiệp của Welbeck, một sản phẩm chất lượng của lò đào tạo của Carrington, từ một cầu thủ sáng giá đến tụt dốc không phanh. Những gì mà anh đã làm là không đủ để làm hài lòng các cổ động viên. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu video hay thì cho mình xin một like và một subscribe kênh để ủng hộ mình ạ. Còn bây giờ xin chào, hẹn các bạn trong các video sau.